Một lớp học Social Marketing chuẩn bị tiếp theo được diễn ra và Nguyễn Anh Tùng rất vui được may mắn đồng hành cùng các anh chị em. Và nếu các anh chị em đang có những tài năng, những chuyên môn của mình giống như các học viên, các cô giáo của tôi như Katie, Jaycee, Angie, Kim Tran, Hannah. Vâng, và nếu các anh chị em cũng có những tay nghề chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm và mong muốn có được thật nhiều khách hàng đến tiệm của mình, và đặc biệt muốn trở thành một trainer có thể huấn luyện đào tạo trên online, offline và thu hút thật nhiều học viên đến với cửa hàng, đến với tiệm của mình, thì tham gia ngay vào trong 2 buổi tới đây. 2 buổi với lớp học trên Zoom online hoàn toàn miễn phí dành cho các anh chị em, nơi mà Tùng sẽ đồng hành với các anh chị em các cách thức để tạo ra vô vàn những ý tưởng video ngắn thu hút khách hàng, làm thế nào để chúng ta tạo ra những chủ đề kịch bản, tạo ra những video ngắn hay và hấp dẫn nhưng cực kỳ là đơn giản dành cho người mới. Và nếu như các anh chị em quan tâm và đặc biệt đang kinh doanh, đang làm trong lĩnh vực làm đẹp beauty thì hãy bấm ngay vào trong phần link mình để trong phần mô tả của video này. Và Nguyễn Anh Tùng chờ đợi các bạn trong 2 ngày tới.